Bây giờ là gần 5 giờ chiều, tắt nắng rồi, nhưng vẫn còn đủ sáng để nhìn được cái bộ lông của nó. Lông của con này thì nó cũng giống như lông của con sẹo với lại con lõn đó. À, em trai để cho ngắm cái em trai cái này. Ừ. Cái. Đó. Quá xinh luôn. Hả? Quá xinh. Người này. Đó. Ừ. Rồi, đúng lưỡi luôn nhá. Nhìn cái răng nanh. À. Tròn non răng nhọn hoắt. Ừ. Ở yên đấy với hai em để cho hai em nó quen cái xích đi. Hai thằng này thì nằm ôm nhau ngủ rồi. Hai con cái này thì nó khác, bây giờ nhìn nó khác rất nhiều so với lúc mua. Mặt thì dài nhưng mà vẫn tỷ lệ vẫn là đầu thì dài hơn mõm. Kìa mắc vào đuôi xe rồi. Đúng rồi. Để quay đây này em, cái vàng mới nhất. Đủ chó rồi, đây này em, cái bảng cuối cùng mà mình bắt về. Em này thì nếu mà so với này mấy con đang có ở trại thì em này nó có vẻ là nó hơi nhỏ con. Một chút nhỏ con hơn. Con cọc bản nó có cái này. Cứ dắt sợi xích vào người là tự tin luôn. Cứ dắt sợi xích vào người là đi với chủ là tự tin luôn nhé. Trên bản xuống đây là không biết xe máy là gì. Đó, đây. Nhưng mà nó đi nó không có ngại gì cả. Cắt ngắn dây ra đường. Tiến lên. Chứ bình thường là chó vệ sinh ở trong nhà chứ không có cho ra ngoài đi vệ sinh. Ở đây để cho mọi người thấy là cái con cọc bản ấy nó rất là thuần người. Có người dắt xích ấy, khi mà có người dắt xích là con chó nó tự tin lắm, nó không có e ngại cái gì. Ê. Đây sang đường. Đó. Bác cho cháu cung nước bác ơi. Trà ấm. Đấy. Ra đây. Đó. Đó nhìn cốc tai này, phê chưa? Đó. Nhìn cái cốc tai của em à. Em hóng đi, hóng xem là đồng bằng nó có khác gì ở trên miền núi không? Quả nhân tạo của nhà không dùng đến, cầm ra đây cho hàng xóm làm chó có chỗ nằm luôn. Tiện không? Ra chủ ra uống nước chó có chỗ nào. Đó. Ở đây nhìn nó rõ sáng hơn. Ừ. Quá xinh luôn. Đứng yên đấy xem nào. Yên đấy. Không, đứng yên đấy hóng. À. Thực ra con cọc bản ấy mà nếu mà sâu thì thực ra còn chẳng cần phải tập sâu gì, đây là tự nó nhá. Tự nguyên gốc của nó này. Nhiều người thì thắc mắc là tại sao mà cứ bắt con chó nó đứng dáng sâu. Bởi vì cái dáng đấy là cái dáng hóng của con chó. Đây nè. Mình đâu có dạy dỗ gì, nó là con chó ở trên bản bắt về thôi. Bây giờ là gần 5 giờ chiều, tắt nắng rồi, nhưng vẫn còn đủ sáng để nhìn được cái bộ lông của nó. Lông của con này thì nó cũng giống như lông của con sẹo với lại con lõn đó. Hôm nay là ngày đầu tiên về nhà đấy. Thực ra nó về Hà Nội thì nó về được gửi ở phòng khám. Tiền gửi phòng khám là nhiều hơn tiền chó rồi đấy. Tiền gửi phòng khám nhiều hơn tiền mua chó. Để về đây một cái là phải tiêm cho chúng nó phòng bệnh, với lại tẩy giun sán cho chúng nó, với lại tiêm phòng bệnh cho chúng nó luôn. Này này nhìn nó mỡ màng hơn hẳn cái lúc mới về rồi. Một lúc mới về nó gầy lắm. Ra đây anh xem nào. Quay lại đây. Yên. Để anh xoa một tí. Quay video một tí phải quay lại đây ngay. Đó mọi người, là cái con cọc ấy là cái tính cách của nó là như vậy. Cái tính cách của nó, cái con cọc bản ấy, là mình bắt cũng nhiều cọc bản rồi, hơn 20 con. Những cái con từ 5-6 tháng trở lên thì mình thấy là cái tính cách của chúng nó ấy, là nó có một cái tính cách chung là nó cực kỳ là nó dạn, chứ nó không có nhát đâu. Nó dạn lắm.
dắt cái sợi xích vào cỏ nó một cái là đi ra, đi ô tô, đi sang đường là thoải mái, nó không có e ngại một cái gì cả. Có cái sợi xích tức là có sự kiểm soát. Tức là có sợi xích ấy là nó hiểu là có sự kiểm soát và không có e ngại một cái gì luôn. Đây, nhìn cái góc tai. Đặt tên cho em là gì? Một đứa lồi, một đứa lõm rồi. Một đứa tên vàng rồi. Em mà nếu mà như mặt này mà mặt này lông này mà ghép với sẹo thì ra con là cũng là tuyệt vời đấy. Chứ không phải là mờ có rồi. Đặt tên em là gì? Út ít ở trong nhà, chưa nghĩ ra tên. Út ít ở trên bản về. Là đây mọi người nhìn cái chân của nó, mông của nó nhìn này, nhìn cái đùi của nó này, chắc nịch luôn này. Đó, chân không có huyền đề. Còn cho cái giai đoạn này thì nhìn cái hộp mõm của nó hơi nhọn, nhìn trông khá giống Shiba, nhìn trông khá là giống con Shiba. Cái hộp mõm nó hơi bị nhọn quá, nhưng cái gốc tai của nó thì khác. Cái kiểu mắt của nó cũng khác, cũng gần như là lưỡi thép đấy, gần như là lưỡi, gần như là đen hết. Ô, đây là con giống gì đây? Có con chó gì to đùng kìa. Thôi được rồi, để lại phải cầm em vào trong tay rồi. Có con samoy, con này được hay cái? Cái ạ. Cái à? Cái thì cũng có thể là choáng nhau đấy. Thế thì cũng không sợ choáng nhau đâu. Cọc thì đang đề phòng bởi vì nhìn con samoy to quá. Thôi được rồi, bạn về rồi. Chị về rồi. Chủ vừa đi sang chuyển cốc nước mà đã thấy hóng chủ rồi đấy. Mà chủ này là chủ vừa nhận xong được khoảng tầm 30-40 phút trước. Kinh không? Đấy, mọi người thấy con chó nó khôn không? Nó về nhà cái nó biết ai là chủ ngay nha. Dù là nó về vào buổi trưa nhưng mà vừa rồi đến tận cuối giờ chiều thì mình mới xuống bám ngay. Mà mình là người mua nó, nhưng mà đến hôm nay mình mới gặp nó, bởi vì gửi ở phòng khám đó. Nhờ người nhà đi nhận chó rồi về rồi gửi ở phòng khám luôn. Hôm nay mới gặp nó đấy. Mà nó biết ngay là chủ luôn. Thế tài. Nó biết ai là chủ luôn. Xuống cái là chó ra mừng ngay. Thôi được rồi, đứng yên ở đấy thôi. Nằm luôn ở đấy, bãi cỏ đấy. Ở thành phố nó chỉ có cỏ nhân tạo hết thôi. Em ngồi đây đi, để anh ngồi đây uống cốc nước đã. Ok. Rồi, có hóng đường, hóng phố gì thì hóng đi. Đây này, chủ vừa mới uống nước, vừa mới tắt cam, mới lại phải bật lại. Bởi vì là nó thấy chủ ngồi cái nào nó ngồi luôn này. À, cốc nước đây. Em cứ ngồi em hóng đường đấy, có biết cái xe kia nó là cái gì không? Con trâu sắt đấy. Ngồi chơi một tí anh uống cốc nước rồi về, rồi anh cho ăn là vừa đẹp giờ ăn nhá. Giờ mới xem lại cái thông tin lúc bắt nó là từ đầu tháng 7. Từ ngày mùng 6 tháng 7 là đón nó về. Đến bây giờ là cuối tháng 11 rồi, 21 tháng 11. Tháng 7 đến tháng 11 thì nó đã là 4 tháng rồi. 4 tháng như thế này, em này bây giờ 10 tháng rồi. Chứ không phải là 9 tháng, 9-10 tháng. Và lúc bắt thì nó khoảng tầm rơi vào khoảng tầm 5 tháng. Thế là bây giờ là em được, coi như là em được 10 tháng rồi đấy. 5:30, 6 giờ kém mà tối om rồi. Ok đi, chúng ta đi về đi. Trời bù bù. Đây. Không biết cái xe là cái gì nhưng mà cứ yên tâm. Chậm tí nó rẽ về nào. Đâu, đường về nhà đâu?
À, đúng rồi đó, đúng đường rồi đó. À, đi về cùng đường quen thuộc, dù mới đi lần đầu thôi được rồi, đi về đi. Nước nó bắn vào lạnh đấy.